Hello nha anh em nhé. Bây giờ em xin làm clip tổng hợp 500 cây thông. 500 cây thông mới chỉ ghép hết 5.000 vạn, cộng thêm là 25 kim, cũng như là nguyên liệu. Và em đã đánh hết cái đó và được 10 tỷ xếp trong đó. Và bây giờ em đã đánh xong hết rồi. Và bây giờ em sẽ thống kê xem là 25 con bot ấy sẽ được những cái gì. Đầu tiên là quyển 2, tẩy tính cái quyển 2 được 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 thôi. 6 quần tẩy tính kinh quyển 2. 1 3 3 quyển tẩy tử kinh quyển 1. 1 này, quyển 1, 2 quyển, 3 quyển này. 4 quyển 1. 2 đúng không? Trời ơi nó nhìn nó cứ lẫn. 1 2 3 4. 5 quyển 1. 1 quyển 2, 2 3 4. 4 quyển 2. 5 quyển 1, 4 quyển 2. Và dương giã tẩu 1 dương, 2 dương, 3 dương, 4 dương, 5 dương, 6 dương, 7 dương, 8 dương, 9 dương, 10 dương, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dương, 4K. Một áo phục hồi 40 nam. Một áo phục hồi 40 nữ, thổ, hai cái đều thổ anh em. Một cái nhẫn kháng lôi 20 và 12 con bí kíp. Nếu mà server mà đông đúc còn là ok thì cái đám này của em là thu về cũng khá nhiều tiền. Và bây giờ em ăn luôn đám tẩy thủy kinh này, quyển 2 này nhé anh em. Và võ lâm một tịch quyển 2 luôn. Tẩy thủy kinh thì ăn được mấy cuốn đây? Tẩy thủy kinh ăn được 6 cuốn à. Tẩy thủy kinh em ăn được 6 cuốn 2 này, 5 cuốn, 5 cuốn, 5 cuốn võ lâm mật tịch rồi, 6 cuốn tẩy thủy kinh, 5 cuốn võ lâm mật tịch rồi anh em. Vâng, em xin phép em dừng video clip tổng hợp đồ ở đây. Và bây giờ em chuyển sang mở dương nha anh em.